quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Để cầu Vĩnh Tuy 2 về đích cuối năm 2023, những ngày Tết Dương lịch, hàng trăm công nhân và kỹ sư vẫn làm việc hối hả trên công trường. Sau gần 2 năm thi công, khởi công đầu năm 2021 cho đến nay, cầu Vĩnh Tuy 2 đã hoàn thành khoảng 75% khối lượng công trình. Cụ thể, phần đầu cầu ở hai phía bãi bồi sông Hồng đã hoàn thành. Bên ngoài sông, năm trụ cầu được cho là hạng mục phức tạp nhất cũng đã được làm xong. Ông Phạm Văn Duân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội, chủ đầu tư dự án cho biết, dự kiến sẽ hợp lòng các nhịp chính của cây cầu Vĩnh Tuy 2 trước ngày 30 tháng 4 năm 2023 và hoàn thành dự án trong tháng 10 năm 2023. Để đảm bảo cầu Vĩnh Tuy 2 hoàn thành vào tháng 10 năm 2023, những ngày này, khoảng 300 công nhân, kỹ sư vẫn làm việc hối hả trên công trường. Bất chấp gió rét, các công nhân vẫn làm việc liên tục 3 ca một ngày. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 khởi công vào tháng 1 năm 2021 với tổng mức đầu tư 2.538 tỷ đồng, tổng chiều dài và đường dẫn hơn 3,5 km. Cầu Vĩnh Tuy 2 có chiều rộng mặt cắt ngang 19,25 m, 4 làn xe, chiều cao tĩnh không 11 m, điểm đầu giao với đường Trần Quang Khải, quận Hai Bà Trưng, điểm cuối giao với đường Long Biên, quận Long Biên.